khoảnh khắc lịch sử quý báu về ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn được lưu giữ bởi những nhiếp ảnh gia không chuyên, giúp thế hệ sau hiểu và trân quý giá trị của hòa bình. Gần 5 thập kỷ thống nhất đất nước, sự phát triển thần kỳ của Việt Nam có một phần đóng góp không nhỏ của những cung đường cao tốc nối liền một dải Bắc Nam, nối cả niềm tin và khát vọng của người dân Việt Nam. Israel quyết định hủy bỏ kế hoạch gửi đoàn đàm phán ngừng bắn và trao trả con tin tới Cairo, Ai Cập, chờ phản hồi về kế hoạch mới của Hamas. Philippines ghi nhận mức chỉ số nhiệt cao khủng khiếp lên tới 53 độ C, gây cản trở cuộc sống của rất nhiều người dân. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối ngày 30 tháng 4 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Vừa rồi là những nội dung nổi bật sẽ có trong bản tin thời sự tối nay. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024 và 52 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, ngày 1 tháng 5 năm 1972, ngày 1 tháng 5 năm 2024. Sáng nay ngày 30 tháng 4, tại kỳ đài phía Bắc, di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải,